的光，疑惑事太多，却谎言装饰多浩瀚如幻觉，谁像被骗我，闪烁连天网盖尘灰天过，得知离开消失感觉，留下爱遗憾亦太多，分开时一声不枉过，谁愿放怀念着最初，发觉是分秒暗藏背后躲，如若再触碰之后一切掠过，留着千丝的思绪片段零落，愿不仿似这样蒸发你多，微妙分析揭示结果，如若再出错之后请你罪过，留下足迹给追溯记录两度，无论一再怎样遮盖视觉，逃避不出鉴定结果，没错。Bye bye. Cô đã liên tục chịu nhiều cú sốc như vậy mà vẫn có thể kiên cường. Cô thật sự giỏi. Cô ráng chống đỡ thôi. Cô cũng là con người mà. Trước khi chết, chồng tôi có nói gì với anh không? Chồng của cô nghe tiếng thổi kèn, sợ nói câu tiếng Anh, tôi cũng biết ông nói gì. You are my angel. Thì ra anh mới có chuyện muốn nói với em. Tới lâu rồi? Đâu có, mới tới thôi. Làm ơn Alan. Làm ơn Hailey. Cho tôi một ly pina colada. Dạ. Mấy giờ bay vậy? 11:40. Vẫn còn thời gian ngồi thêm một lát. Hành lý của chị đâu? Chiều nay chị đã làm thủ tục ở Trung Hoàng rồi. Hài cốt của anh Mark. Em nhớ lúc trước khi quen với ảnh, em thường nói với ảnh là Hồng Kông tốt thế nào, cảnh đêm đẹp thế nào, làm cho ảnh suốt ngày cứ bồn chồn nói nếu có dịp nhất định phải cùng em về xem một lần, chắc chắn cảm giác sẽ rất lãng mạn. Nhưng lần này về Hồng Kông vì chuyện của Thinh Thinh, thực ra em không có tâm trí đi dạo với ảnh. Thật không ngờ bây giờ, trước khi rời khỏi Hồng Kông, cuối cùng em đã có dịp cùng ảnh ngắm cảnh đêm. Xin lỗi, đi nói những chuyện này là mọi người im lặng hết trơn. Bữa nay em đãi, đừng giành với em. Người ta thường nói khả năng chịu đau của phụ nữ giỏi hơn đàn ông. Thực ra ban đầu em không tin cho lắm, nhưng mà hôm nay em nhìn thấy chị, em không muốn tin cũng không được. Thì đó, mọi người còn định tới an ủi em, ai ngờ em còn thoáng hơn mọi người nữa. Đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng chị có thể mau chóng hồi phục như vậy là giỏi lắm rồi. Có thể do tôi làm dịch vụ cuối đời, cho nên thường phải tiếp xúc với cái chết, hiểu sâu sắc về nó, tự động sẽ có cách để đối phó nó và đối mặt với nó. Sau khi về Mỹ em có dự tính gì không? Anh Mark chỉ để lại tiền cho em. Em định thành lập một quỹ để giúp đỡ những bệnh nhân có khối u ở não trước. Em tin chắc chắn anh Mark tán thành chị làm như vậy. Chị tin không chỉ có anh Mark, Thinh Thinh cũng tán thành quyết định này của chị. Thinh Thinh luôn tươi cười, nó cũng hy vọng những người xung quanh nó được như vậy. Thâm, đừng nên khóc vì sự mất mát, mà phải cười vì mình từng có. Em hiểu, cuộc sống vẫn tiếp diễn mà. Cho đi không nhận lại. Chúng ta hãy cạn ly vì câu nói này. Cạn ly. Made a cover every night. Once upon. Mười mấy tiếng nữa mới tới Hồng Kông, em ngủ một lát đi. Em vừa nhắm mắt lại thì nhìn thấy Thinh Thinh tươi cười nói với em.
Nó sắp làm cô dâu rồi. Ba má em qua đời sớm. Bây giờ Thinh Thinh cũng ra đi, còn lại một mình em. Còn anh đây, từ nay dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng ở bên em, không xa em đâu. Cho dù anh có chuyện phải đi, anh cũng tìm người ở bên em, không để em cô đơn một mình đâu. Mười lăm B hình như là chỗ này nè. Nè em ơi, chỗ này. Cẩn thận em. Anh đi vệ sinh một chút. Cũng được. Ây da, chuyện gì vậy? Đứa con này nó cứ đá tôi hoài. Chừng nào chào đời? Còn 3 tháng nữa. Nó cứ giương tay giương chân trong bụng của tôi. Thật tình tôi muốn đưa tay bắt lấy tay của nó. Xin lỗi nha, có phải tôi hơi khác thường không? Đâu có. Thật ra chuyện sinh mạng kỳ diệu vậy đó. Alo, bác sĩ Lâm, Eddie đây. Sao hả Eddie? Kế hoạch phục vụ cuối đời này, nếu cô không tiện trở về thì... Bây giờ tôi đang trên đường về, đừng giao cho ai làm nữa, để tôi tự theo dõi. Vậy thôi được. Ừ, đợi tôi về hãy nói. Bye bye. Bye bye. Tới ăn bữa cơm đạm bạc là được rồi, cần gì tốn tiền mua đồ chứ. Con đã kêu anh đừng mua, anh nhất định mua. Thật ra muốn cậu vui cũng đơn giản lắm. Lát nữa uống thêm chén canh, ăn thêm chén cơm là được rồi. Hả? Thông minh. Con nghe người ta nói kính gà nướng rượu vang ngon lắm, nên con định con bỏ xì dầu, cô bỏ gà, vậy thôi. Nhưng mà chai xì dầu của con còn mắc hơn con gà của cô nhiều lắm đó. Vậy thì cô lầm rồi, con nhìn kỹ đi, chai đó không phải là đồ ngon đâu. Con khiêm tốn thôi. Nè, mau chóng uống canh đi, nguội rồi đó. Uống xong chén canh đợi formula về rồi dọn cơm. Uống canh đi. Trời, đây là canh gì vậy? Sao thơm quá vậy nè? Cũng bình thường thôi. Canh cua đất tổ yến, nhưng mà bổ vô cùng. Hai con thần động não suy nghĩ, uống nó là thích hợp nhất. Cô đã dành sẵn cho hai con mỗi người 3 tô đó. Tổ yến tức là nước giải của chim yến. Thành phần của nó có nước, vôi, protein và đường. Bon calorin, protein của nó có chứa 18 loại albumin, là loại protein tinh khiết. Chà, giá của chén này không phải rẻ. Thật ra cô à, so với protein trong trứng gà giá 1 đô cũng cỡ đó thôi. Đương nhiên là không phải. Chén canh này hội đủ tâm trí của cô. 100% tình thương trộn chung để nấu cho nên đặc biệt dễ hấp thu. Má, anh Thăng, con mới về. Về rồi. Về ra. Bác sĩ cậu cũng tới đây sao? Xin chào. Má à, con mua thêm thức ăn nè. Con có mua món tôm lăn bột của Trần A Trai ở Thượng Hoàng mà thích ăn nhất đó. Sao lại có lòng chạy đi mua vậy? Có chuyện vui hả? Chào má nè. Được được. Hôm nay con có 2 tin mừng muốn tuyên bố. Hay là hai anh cũng đoán thử đi. Trời, phạm vi lớn quá làm sao đoán đây. Ít ra cũng phải có một chút gợi ý mới được chứ. Nè, hai anh một người là pháp y, một người là pháp chứng, không lý nào không chịu động não. Anh biết rồi. Em lượm được vàng dưới đất. Dĩ nhiên không phải. Vậy thì chắc chắn là ốm đi. Bản thân em có mập đâu. Hai con nhìn mặt của nó cười nham nhở như vậy, có thể là quen được anh nào rồi cũng không chừng. Má à, sao má lại hùa theo hai anh này vậy? Đoán lung tung hả? Được rồi, không giỡn nữa, nghiêm túc đi. Em vui như vậy là do thần tượng của em phá được vụ án lớn, vụ Hứa Lập Nhân rơi xuống lầu, có đúng như vậy không? Chính xác, coi vậy mà anh Thăng giỏi nhất, chu đáo nhất. Madam Mã giỏi thiệt đó nha. Thật sự là nữ Sherlock Holmes, vụ án khó cách mấy cổ cũng phá được hết. Nè, lúc nãy con nói là có 2 chuyện mà, còn 1 chuyện nữa đâu? À, đơn của con đã duyệt rồi, tuần sau con sẽ được chuyển địa bàn. Em chuyển tới tay của Long thật sao? Phải. Vậy thì chúng ta có thể cùng làm việc rồi. Còn Madam Mã nữa, thật ra người em muốn gặp nhất chính là cổ. À, cũng được. Hết Madam Mã này lại Madam Mã nọ. À, còn người mẹ của con biến đâu mất rồi. Má ơi, thật ra má đâu có nhóm mọn như vậy. Con đang đợi thức ăn thơm ngon của má để hối lộ đồng nghiệp mới của con, tạo mối quan hệ tốt đó. Để coi sao. À, chị cô Ninh, con nghĩ cô có thể yên tâm. Chắc chắn formula sẽ ra sức chào hàng giùm cho cô. Từ nay việc kinh doanh của cô sẽ càng lúc càng đắt. Phải. Ý rượu vang. Có thể làm cánh gà nướng rượu vang rồi. Phải, đang đợi con làm đó. Xin chào các sư huynh sư tỷ. Em là WGBC 69163 Phương Diệu Na.
ai nấy đều gọi em là Formula. Hôm nay em mới ở Vịnh Nhỏ, chuyển đến sở cảnh sát Tây Cửu Long trình diện. Từ nay nếu có gì sai quấy, có gì làm không tốt, xin các anh chị hết lòng chỉ dạy. Đây là chút lòng thành, hy vọng mọi người thích. Bác bắt thiệt nha, ăn thử cái trước. Để em lấy. Cô muốn chúng tôi chỉ dạy cô, hay là bánh của cô? Cái gì cũng được, tùy anh thích thôi. À, miệng lưỡi của em này cũng khéo thiệt đó ha. Xin lỗi nha, tôi vô đây bấy lâu, hình như chưa bao giờ anh khen tôi hết. Cô có bảo chúng tôi ăn bao giờ đâu. Wilson à, tôi đã đọc báo cáo này rồi, không có gì, photo giùm tôi. Yes, madam. Cảm ơn. Madam mà, em là Formula đây. Lần trước em có nói chị là thần tượng của em mà, cho nên em đặc biệt làm đơn xin chuyển qua bên này. Tuy bây giờ em còn mặc quân phục, nhưng em nhất định siêng năng làm việc, lấy madam làm tấm gương. Cố gắng lên. Thì ra là tay chân của người Anh Quốc, mất điểm rồi. Đây là em họ của Ivan Dương, SEO bên pháp chứng. Madam à, đây là bánh Napoli, chị cũng thử đi. Cảm ơn cô. Bánh này ngon thiệt nha, mua ở đâu vậy? Không phải mua đâu, tự làm đó. Má em làm đồ ăn rất ngon, má chuyên làm phần ăn trưa sức khỏe. Hơn nữa canh do má nấu còn bổ mà không béo, bổ âm dưỡng nhan. Hay là vậy, ngày mai em đem một chút tới cho mọi người thử. Nếu mọi người thử xong cảm thấy được thì buổi sáng gọi điện, buổi trưa sẽ được uống ngay. Còn chuyện làm bánh này, má giỏi nhất là làm loại bánh Napoli này, chất lượng có thể so sánh với nhà hàng lớn. Nè Formula, có đúng là canh của má cô nấu bổ lắm không? Vậy có loại canh nào sau khi uống xong, cho dù tôi không ngủ cũng không bị thâm quần mắt? Dĩ nhiên là có. Có món ăn nào vừa ăn vào có thể no bụng lại có thể giảm cân không? Có món tiệm nào rẻ không vậy? Lại món xào gì thật đó? Thật ra mọi người có nhiều chuyện muốn hỏi, hay là hôm nào tới chỗ em, ngoài việc ăn thử còn có thể hỏi má của em. Cũng được. Vậy chừng nào đây hả? Chọn ngày chi bằng ngẫu nhiên, hay là hôm nay đi được không? Hay lắm. Cũng được đó. Formula, cô giờ đây một lát. Yes madam. Có gì không madam? Không cần giữ kẻ quá, ngồi đi. Cô nói bánh Napoli này do má cô làm phải không? Yes madam. Có phải có vấn đề gì không? Không có gì, bánh ngon lắm. Tôi nghĩ không chỉ sánh ngang với nhà hàng lớn mà còn ngon hơn nữa. Madam thích thì hay lắm. Thật ra người nhà của tôi cũng thích ăn bánh Napoli lắm. Cô có thể giúp tôi? Dạ được. Chị muốn chừng nào lấy? Cái hôm nay là sai chuẩn. Nếu madam thích, em có thể kêu má em làm một cái gấp đôi cho chị. Không cần đâu, gia đình tôi ít người lắm, sai chuẩn là đủ rồi. Dạ rõ. Thật ra má em còn nhiều món ngon lắm. Má là một nữ thần bếp, món Trung Tây đều không khó với má. Ngay cả món Ý, món Pháp, Bồ Đào Nha, má cũng có nghiên cứu. Nhưng sở trường nhất vẫn là món Quảng Đông, nhất là món lương âm. Một chữ thôi, tuyệt. Món lương âm cũng biết sao? Má của em biết thôi. Nếu bây giờ tôi đặt thì chừng nào mới có? Mà đã lên tiếng thì lúc nào cũng được. Vậy thì tối nay. Hả? Có phải gấp quá không? Đâu có. Còn cả buổi để má em mua đồ chuẩn bị mà. Người nhà của tôi thích ăn tỏi lắm, cô có thể bỏ thêm giùm tôi không? Được. Madam còn yêu cầu đặc biệt nào không? Chỉ vậy thôi. Được. Nếu madam không có căn dặn đặc biệt gì, bây giờ em sẽ đi theo dõi. Tạm biệt madam. Chà, hôm nay là ngày gì mà làm nhiều món quá vậy? Cũng nhờ con Formula thôi. Nó nói tối nay có cả đám đồng nghiệp tổ trọng án tới đây để ăn thử, ăn uống vui vẻ vậy đó. Em Na không làm đối ngoại thì là uổng phí quá. Mới đi làm một ngày chưa gì đã tạo lập quan hệ nhất khô bách ứng rồi. Lợi hại thiệt. Lợi hại. Chà, thơm thiệt nghe. Nè, không được ăn. Không được. Chưa chín à? Chín quá rồi. Thần tượng của Formula đặt riêng đó, cho nên không ai được đụng vào. Chà, luôn cả Madam Mã cũng kêu thức ăn sao? Lợi hại thiệt. Thần tượng đã lên tiếng, lẽ ra phải đích thân mang đi. Ai ngờ con khờ đó lại hẹn cả đám đồng nghiệp tới đây. Chị Nhàn lại nói là không rảnh phụ cô. Con coi, cô có bận không? Làm cho người ta lát nữa tự tới đây lấy. À, tới rồi. À, được rồi. Để con mở cửa giùm cô nghe. Madam. Ivan. Món lương âm của cô tôi đã làm xong rồi. Đợi cô tới lấy thôi. Sao anh ở đây vậy? Tôi ở đây mà. Vậy sao? Xin chào. Cô là Madam Mã hả? Chào bác. Chào cô. Formula nói là sau khi tan sở cô sẽ tới lấy lương âm ngay. Dạ phải. Cảm ơn bác. Bao nhiêu tiền vậy? Không cần đâu. Madam nể mặt như vậy, coi như ăn thử đi. Vậy không được. 300 nha. Có đủ không?
Không cần đâu, đáng lẽ là không cần mà. Vậy đây là 300. À, được rồi. Vậy con không lấy đồi lương đó đâu. Thôi đi. Ở sở cảnh sát không ai dám cãi với madam vậy đâu. Cô à, 300 thì 300, cô lấy đi. Tôi lấy giùm cô nghe. Cảm ơn bác. Đâu cần 300 nhiều như vậy, 130 thôi. Đây là 150, không cần thối. Cảm ơn. Trời ơi, nồi lớn dữ vậy sao? Phải, tôi bỏ nhiều gia vị lắm. Formula nói là madam rất thích ăn tỏi, cho nên tôi có bỏ thêm. Cảm ơn bác. Nè, nặng lắm đó, cô có lái xe không? Có, tôi đậu ở con đường đằng trước. Tôi đem xuống dưới giùm cô nghe. Không cần đâu, có vài bước thôi mà. Không sao, coi như tập thể dục thôi. Anh nói ở sở cảnh sát không ai cãi với tôi mà. Phải, nhưng bây giờ chúng ta đâu phải ở sở cảnh sát. Cảm ơn bác nhiều lắm. Đi thông thả, cảm ơn cô. Nè, xe của tôi ở đằng trước. Mặc kệ mấy con ma theo đuôi đi, chúng ta lên xe. Này, cẩn thận. Không sao chứ? Nè, pha lê cỏ thơm là của tôi đó. Cô cũng thâm độc thiệt nha, cố tình đụng trúng tôi. Bà nói cái gì vậy? Bà cũng thấy đứa nhỏ đó chạy tới sơ ý mới đụng bể đồ của bà thôi, đâu phải là cố tình. Bây giờ mày nói gì chẳng được. Rõ ràng là tại đứa nhỏ đụng trúng mà. Hai người tùy tiện trách người ta. Anh là bà của nó đương nhiên là bên vực đó. Cũng may má tôi đứng vững, nó không đã bị té xuống rồi. Thực tế là cố ý đánh người mà. Anh đừng có nói lung tung nha, tôi có thể kiện anh tội phỉ báng. Cái gì? Hù tao hả? Mày đừng nghĩ cảnh sát là trên hết. Đất Hồng Kông này có luật pháp đó. Bà muốn nói luật pháp chứ gì? Được, tôi sẽ nói luật với bà. Nếu bà thật sự cảm thấy là tôi cố tình đụng bà làm bể đồ của bà thì mời bà theo tôi đến sở cảnh sát làm đơn truy cứu bồi thường. Tao đâu có ngu như vậy, theo mày đến sở cảnh sát hả? Đó là chỗ của mày. Nếu tao tới đó lỡ bị mày đè đầu thì sao? Bộ tao không biết trò thâm độc của mày sao? Đồ con quen. Cậu là bạn trai của nó sao? Cậu cũng can đảm thiệt nha. Cậu quen với nó tôi chúc cậu may mắn. Nó cũng có tên cho cậu gọi mà. Bà có gan thì nói ra luôn đi. Ai nói tao không dám nói. Có ba chữ thôi. Cái gì? Hả? Cái gì? Tao nói thiệt đó nha. Nói đi. Đừng có cãi với những hàng người này nữa. Mất tư cách lắm đó má. À phải à. Con à, con nói đúng lắm đó. Mất công nói nhiều với nó làm gì. À, thật ra nồi này cũng nặng thiệt. Hay là đi đi. Chưa nói rõ là ba chữ nào ta giảng tù rồi sao? Alo. Phải, con lấy rồi. Con biết má thích ăn tỏi nên dặn người ta bỏ nhiều lắm. Được rồi, về nhà mới nói. Bye bye. Người ta nói phụ nữ dễ thay đổi. Hôm nay tôi thật sự mở rộng tầm nhìn. Anh khen IQ của tôi cao hả? Cảm ơn nha. Rõ ràng lúc nãy mưa gió bão bùng, bây giờ lại trời quang mây tạnh. Nhưng suy cho cùng, tôi thích trời xanh mây trắng hơn. Xém chút tôi quên anh ở Anh về. Người Anh không có gì để nói, sẽ lôi thời tiết ra nói. Nè, cô cần đề tài sao? Tôi có nhiều lắm đó. Tôi sợ cô không có hứng thú nói tiếp thôi. Đó, điển hình như hai mẹ con lúc nãy. Tôi nghĩ nói về thời tiết hay hơn. Nhưng mà thời điểm không thích hợp. Ngay cả đề tài này tôi cũng không cần nói. Nè, các dì, sắp được ăn rồi. Mọi người dành thêm một lát đi. Được rồi. Ba chữ. Thực ra là ba chữ nào chứ? Mía bị ế. Tôi nghĩ là nhét số bếp. Hay là bà cô già? Điên khùng. Sao có thể là bà cô già chứ? Cùng lắm chỉ hơn tôi 2-3 tuổi thôi. Tôi còn trẻ như vậy, chắc chắn không phải là bà cô già. Buồn ối quá đi. Đông đủ rồi hả? Ý, về rồi hả? Về rồi hả? Chờ để giờ đi ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Lúc nãy anh tiễn người anh quốc về mà. Dọc đường hai người có nói chuyện gì chúng không? Chúng tôi đã có bị câm. Dĩ nhiên là có rồi. Nè. Vậy cậu có tiết lộ ba chữ đó là cái gì không vậy? Phải đó. Lúc nãy chúng tôi tình cờ nhìn thấy một chút, nghe được chút xíu vậy thôi. Phải đó. Chỉ nhìn thấy nét mặt của cổ thay đổi. Không lý nào anh không tò mò hỏi thăm chứ. Phải đó. Thật ra anh có biết không? Biết. Nói ra nghe đi. Nói sao hả? Sao hả? Mọi người muốn biết thật sao? Ê, đừng có dọc do nữa, mau nói đi. Nói đi. Nói đi. Ba chữ đó chính là tò mò. Quá đó. Nói thôi. Nè sao hả, ai thắng vậy? Chưa có vui không? Chưa vui lắm, ảnh đó. Chỉ có anh vui thôi nghe. Vui quá. Nguyễn Sinh, qua đây, ở đây còn chỗ nè. Kêu cậu đó, qua đi. Qua đây đi, thiệt là chúng ta cùng tổ mà ngồi xuống đi. Mọi người không sợ giật sao?
Ê, rộng như vậy chật cái gì chứ. Ngồi, ngồi đi. Là ngồi xuống đi. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn cái gì chứ, xa lạ quá đi. Chúng ta là đồng nghiệp mà, đương nhiên phải thường xuyên trò chuyện, cố gắng trao đổi. Sau đây làm việc cũng ăn ý hơn. Vậy cũng phải. À phải, bình thường cậu thích ăn uống cái gì? Chúng tôi gọi trà chiều gọi luôn cho cậu nha. Tôi sao cũng được hết, cái gì cũng uống hết. Nè, vậy cậu thấy Madame bao lâu rồi? Có phải bình thường con người Madame luôn lạnh nhạt và hung dữ hay không? Thật ra con người Madame không dữ cho lắm đâu. Mỗi lần cổ la tôi đều có lý hết. Còn nữa, tôi theo cổ đã 4 năm rồi, học được không ít chuyện. Chà, 4 năm rồi hả? 4 năm lâu lắm đó. 4 năm tức là cậu thân với Madame lắm. Nè, hôm qua chúng tôi thấy một bà chàng cãi nhau với Madame. Bà chàng đó hung hăng lắm, chửi Madame không kịp phản ứng. Chúng tôi đứng kế bên, nhìn cũng thấy tức cho Madame. Ừ, người mọi người thấy có phải ăn mặc sang trọng lắm không? Phải phải, anh biết là ai sao? Biết. Nè nè nè, chắc chắn cậu biết bà ta và Madame có quan hệ gì. Ừ. Hôm qua cậu cũng thấy thôi, bà chàng đó đánh đá vô cùng. Ban đầu Madame vẫn còn nhịn nhục, nhưng sau đó vừa nhắc tới ba chữ gì đó, Madame liền giận lên. Cái đó nó mất bà ta không dám hó hé một tiếng nữa. Thì đó, nè, vậy cậu có biết ba chữ nào làm Madame giận vậy không? Biết. Là gì vậy? Chuyện này liên quan đến chuyện riêng của Madame, tôi không tiện nói ra đâu. Ê, tôi đã nói chúng ta là một tổ mà, gặp nhau từ sáng tới tối phải không? Có những chuyện khi biết rồi sẽ dễ né tránh, mất công là danh biện đó ra thì mất vui. Ừ, xem đó đúng lắm đó. Chuyện trên dưới phải thường xuyên trao đổi, đến khi bắt tay làm cũng hiểu nhau hơn phải không? Phải rồi, chúng tôi chỉ lo cho Madame, mất công nói những câu mà cổ không thích nghe, làm cho cổ buồn lòng. Vậy cũng phải. Vậy là phải làm gì vậy? Hả? Mọi người không được nói ra nha. Đương nhiên là không rồi. Đó là đồ con quan. Chúng tôi đã biết ba chữ đó rồi. Hôm qua bà đã nói rồi mà. Hả? Không phải chữ đó. Ủa còn chữ khác sao? Là gì vậy? Lá lưỡi rồng nấu sa sâm trị ho nhuận phổi, tốt lắm đó nghe. Cách về ba hôm lại được uống canh ngon, sướng thiệt đó nha. Anh được hưởng chung. Cô kêu tôi đem tới cho sếp cao đó, để sếp truyền dạy thêm kinh nghiệm cho tôi. Nè 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 nè, tôi không biết bấm hai mạch nhâm đốc cho người ta đâu nghe. Nè hỏi thiệt, thật ra cậu có thích công việc này hay không? Thích lắm. Tuyệt nhất là ngày nào cũng có thử thách mới. Thích có thử thách mới là hay lắm. Nãy gần đây tôi có đặt mấy quyển sách liên quan đến nghiên cứu tâm lý học pháp chứng ở Mỹ về. Thì ra pháp chứng ngoài trừ kỹ thuật còn có thể cộng thêm tâm lý học. Nếu cậu thích á thì tôi có thể cho cậu mượn cũng được. Nè, còn không thì đọc thêm tiểu thuyết diệu kỳ mà tôi đăng trên báo cũng được vậy. Miếng xương sọ cuối cùng chứ gì? Muốn chọn đương nhiên tôi sẽ chọn loại của sếp cao. Bộ không phải là miếng xương lì cuối cùng sao? Dạo này anh rảnh lắm sao? Nhập nhiều sách như vậy không cần lo cho Tiểu Nhu hả? Vài hôm nữa Tiểu Nhu sẽ tới CRB, cho nên mấy ngày này cô phải đọc sẵn tài liệu, chuẩn bị bài vở, cô không rảnh dành cho tôi đâu. CRB có phải là tổ ghi chép hình sự không? CRB chuyên xử lý thông tin của bọn cướp, tội phạm truy nã, nghi phạm và người bị mất tích. Với lại thông tin mất xe, thông tin ký lệnh của một số hành động chưa hoàn thành cũng có. Trời, tất cả đều trên giấy tờ, cũng cứng ngắc và vụn vặt lắm. Thật ra cũng phải, cho nên em đã suy nghĩ, có khi nào Tiểu Nhu không quen không? Nè, CRB là tổng kho lưu trữ thông tin hình sự của Hồng Kông, đôi khi phá án cũng phải nhờ vào những thông tin này. Tiểu Nhu quen làm tuyến đầu không có nghĩa là không thể làm hậu phương. Anh tin tưởng Tiểu Nhu. Anh đừng có nói bằng cái miệng thôi nghe. Anh có hành động thực tế ủng hộ cổ không? Thực ra cũng đúng. Anh biết đó, trước giờ anh hơi yếu kém về mặt này. Nếu anh có gì cần hỗ trợ, hai đứa em cũng có thể cung cấp mà. Hả? Được rồi, không cần khách sáo đâu. Những chuyện này mỗi người có một cách. Anh biết cân nhắc rồi. Xin chào Madame Lương, trung sĩ Trung Gia Kiệt, tổ nghiên cứu tâm lý phạm tội và phân tích vi tính CRB. Xin lỗi. Chào cô. Tôi định đến trước nửa tiếng thì hoàn hảo vô cùng. Ai ngờ Madame còn sớm hơn tôi. Con người của tôi hơi nôn nóng, cho nên tôi muốn đến sớm để làm quen với môi trường mới. Vậy không cần tôi giải thích nữa. Tin chắc trước khi Madame chuyển qua đây đã tìm hiểu toàn bộ hoạt động của CRB rồi. Tôi tin là có thể làm việc được với mọi người. Vậy lát nữa đông đủ tôi giới thiệu đồng nghiệp cho cô làm quen. Cũng được, cảm ơn. Tôi ra ngoài nha.
Xin chào Madame, có quà tặng cho cô. À, làm ơn để bên này giùm. Phiền Madame ký nhận giùm. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Tạm biệt Madame. Ý nghĩa của hoa tú cầu, hoa dễ thích nghi mới có thể làm cho tầm nhìn của chúng ta đẹp hơn. Có thể thích nghi thay đổi, chấp nhận thử thách, tạo kinh nghiệm mới. Dĩ nhu khắc cương, tất cả sẽ làm cho em đẹp hơn. Alo. Có thích hai chậu hoa tú cầu đó không? Thích lắm. Nhưng tại sao chậu hoa tú cầu màu tím xanh có mấy cây đinh sắt cắm xuống đất vậy? Ông không lấy chúng ra chứ? Tại em thấy mấy cây đinh đó được cắm rất là đều, có vẻ như cố tình cắm vào nên em không có lấy ra. Anh cắm hả? Nói cho em biết, hoa tú cầu là một loài hoa rất thú vị. Màu hoa của chúng sẽ được tạo thành từ việc kết hợp nguyên tố sắt có trong đất. Và nguyên tố sắt cũng vì độ chênh lệch của axit kiềm có trong đất sinh ra tỷ lệ tan chảy khác nhau. Có nghĩa là màu của hoa sẽ thay đổi theo độ kiềm có trong đất sao? Đúng vậy. Nè, hoa màu đỏ có độ pH từ 7 cho đến 7.2, còn đất thì có độ kiềm cao. Hoa màu tím có độ pH từ 5 cho đến 6. Đất có tính axit, cho nên anh cắm thêm mấy cây đinh sắt vào, hoa sẽ từ màu trắng biến thành màu tím xanh. Chậu còn lại thì anh ngỏ mấy giọt xà bông vào, đất sẽ biến thành tính kiềm. Vậy thì hoa sẽ biến thành màu đỏ ngay. Nếu em nhàm chán với mấy màu này thì gọi cho anh. Chỉ cần anh dùng chút vũ thuật có thể làm thay đổi độ axit kiềm trong đất. Em muốn có màu gì cũng được. Anh quả nhiên là kỹ sư xét nghiệm cao cấp. Trồng hoa mà cũng có thể dùng phương pháp khoa học như vậy. Nếu không tại hoa tú cầu lớn quá, anh định tặng đủ 7 chậu cho em. Chậu nào cũng có màu khác nhau. 7 chậu? Trong đó lại có thuật số gì nữa? Là 7 màu thôi. Giống như cầu vồng 7 màu sau trận mưa bão vậy. Làm người ta tràn đầy hy vọng đó. Em nghĩ có đúng không? Nghi ngờ là do tài xế xe hàng, thắng không kịp, đụng trúng người qua đường, lập tức tử vong. Anh à, thổi bong bóng xong rồi, không vượt tiêu chuẩn. Không có uống rượu thôi, không có nghĩa là không vượt quá tốc độ. Sao hả? Đầu xe có vết móp, có lẽ do vật cứng da đập gây ra. Độ ẩm gan của nạn nhân là 98,2, đánh giá thời gian tử vong có lẽ là trong vòng 1 tiếng. Với tương đối nặng nhất là hông bên phải. Nhưng nguyên nhân thật sự phải đợi em về giải phẫu xong mới gọi kết quả cho anh được. Cảm ơn em. Ở đây quy định tốc độ là 50. Tôi dám chắc lúc đó tôi chạy khoảng 4 mấy hà. Ai ngờ đột nhiên cô gái đó xông ra, tôi đã bóp kèn rồi chứ. Ai ngờ cậu không phản ứng gì hết à, cứ tiếp tục qua đường. Tôi thắng không kịp nên đụng cổ. Sếp à, trước giờ tôi lái xe cẩn thận lắm, trước giờ chưa có bị trừ điểm. Thật không ngờ lần này lại đụng chết người ta vậy. Ba à, không có liên quan tới ba. Ba cũng không muốn mà phải không? Nạn nhân Hà Dận Nghiên là nữ, trên người có nhiều chỗ gãy xương. Tay trái, khuỷu tay phải và bắp chân bên trái đều bị thương. Tin chắc là do sau khi bị da đập té xuống đất gây ra, nhưng không phải là nguyên nhân của cái chết. Sau lưng và xương chậu của nạn nhân bị nứt xương nghiêm trọng, nhưng nguyên nhân cái chết là xương sườn bị da đập nghiêm trọng, làm cho xương sườn bị gãy, đâm vào 2 nát phổi, dẫn đến xuất huyết độ nghiêm trọng, có thể nói là lập tức tử vong. Cần kết quả và phim X-quang cho tổ giao thông. Yeah.
Cậu có phát hiện vân tay trên vô lăng có vấn đề không? Vân tay này đầy đủ quá, còn vị trí vô lăng thì rất sạch sẽ. Nhưng nếu trước khi gây ra tai nạn chủ xe mới rửa xe, lau chùi bên trong cũng có thể giải thích được. Nhưng tôi nhớ lúc Lý Kiền An cho lời khai đã nói đến một vân tay rất quan trọng, có điều bây giờ không thấy nữa. Ai ngờ đột nhiên cô gái đó xông ra, tôi đã bóp kèn rồi, cũng có vẻ như không nghe được, cứ tiếp tục đi qua. Nếu lúc đó Lý Kiền An thật sự có bóp kèn, không lý nào vị trí bóp kèn này là sạch như vậy, không có vân tay hay vân bàn tay gì cả. Đâu có, sếp coi. Có thể ông đang đeo găng tay đó. Thông thường bóp kèn đều dùng bàn tay, cho nên không có vân bàn tay. Nếu Lý Kiền An thật sự đeo găng tay này lái xe, vậy thì trên vô lăng này chỉ nên có vân ngón tay chứ không phải là vân bàn tay. Luôn cả cần số cũng có. À phải, tổ giám định cũng nói tìm được vân bàn tay của Lý Kiền An trên cần số. Có nghĩa là lúc vụ án xảy ra, Lý Kiền An không đeo găng tay lái xe. Bây giờ phần bóp kèn sạch sẽ như vậy, có nghĩa là Lý Kiền An đã nói dối. Thực tế ông không có bóp kèn. Với lại vị trí vô lăng này có vết móp, rất có thể lúc tài xế đạp thắng, lòng ngực đụng vào vô lăng bị giật cứng gây ra. Tôi nhớ hôm đó Lý Kiền An và Lý Quốc Đống đều mặc áo thun bình thường, không thể nào làm cho vô lăng bị khuyết được. Sếp Cao, tôi đã kiểm tra cốp sau của xe rồi, bánh xe và hệ thống thắng đều bình thường, không có phát hiện mới. Lấy đôi găng tay này đem về xét nghiệm biểu bì trên đó, rồi lấy dấu dài trên chân ga và chân thắng. Dạ sếp Cao. Vụ tai nạn này có khả nghi, tôi nghi ngờ có người cho lời khai giả. Cậu gửi hồ sơ này cho tổ giao thông, coi họ có cần chuyển cho tổ trọng án để tiếp nhận điều tra không. Tôi đã xem tài liệu của vụ án này rồi. Dựa theo kết quả của pháp chứng, họ nói vết xước trên vô lăng là do đạp thắng quá gấp, tài xế đụng vào vô lăng gây ra. Có khi nào ngực của tài xế bị bầm không? Nếu tài xế có đeo những trang sức hơi cứng một chút, sức có thể ngực của họ sẽ bị bầm, nhưng dùng mắt chưa chắc có thể nhìn thấy. Yên tâm đi, tôi đã có cách. Ngoài ra chúng tôi cũng tìm được găng tay lái xe ở đầu xe. Chúng tôi đã xét nghiệm biểu bì trên đó, phát hiện có hai nhóm ADN. Trong đó gen cha con chuỗi thứ 15 hoàn toàn trùng khớp, chứng tỏ nó thuộc về hai cha con. Đâu có gì lạ, cha con họ lái chung một chiếc xe, có thể thay nhau đeo găng tay. Nhưng tại sao kết quả của tổ giám định nói chỉ tìm được vân tay của người cha trên vô lăng, không có vân tay của người con? Có hai khả năng. Thứ nhất là có người cố tình xóa sạch vân tay của Lý Quốc Đống. Thứ hai, chẳng qua là trùng hợp, mới rửa xe xong thì bị tai nạn. Đúng là vụ này có rất nhiều nghi vấn. Muốn giải tỏa nghi vấn cũng không khó lắm, bởi vì dấu dài trên chân ga và chân thắng của xe đã được in ra rồi. Chỉ cần chúng ta lấy hai dấu dài này đối chiếu với đôi giày mà hôm đó cha con họ mang, có người nào trùng khớp thì biết ai mới là tài xế thật sự. Con à, con ngồi đó nữa, tới giờ rồi. Hả? Nè, bà thay đồ để con ra ngoài ăn cơm luôn đó. Bây giờ ra nông nỗi này rồi, còn tâm trí đâu ăn cơm nữa. Ba còn chưa lo, con lo làm gì? Con đừng lo quá. Rõ ràng là tại cô gái đó nhắm mắt nhắm mũi qua đường, bóp kèn rồi cũng không có phản ứng gì. Thắng không kịp đành chịu thôi. Đành là nói như vậy, nhưng dù sao bây giờ cũng đụng chết người đó. Ba của con á, lý lịch trong sạch, chưa bao giờ bị phạt, mà cũng chưa từng bị trừ điểm. Cho dù quan tòa xử ba có tội, họ cũng sẽ nương tay hơn. Ê ba, thôi đi. Nếu thật sự bị người ta kiện, hay là chúng ta tốn chút tiền kiếm một luật sư giỏi cãi giùm ba đi, có người biện hộ sẽ đỡ hơn. Thôi đi, tốn tiền vô bổ để làm cái gì chứ. Bây giờ vợ của con vừa mới hạ sinh, một mình con phải nuôi tới ba người, còn phải để dành tiền mua sữa nữa. Không phải đâu ba, có luật sư sẽ đỡ hơn. Thôi đi, nếu thật sự phải tốn tiền á, thì hai chúng ta ra ngoài ăn bữa ngon, sau khi ăn xong tới bệnh viện thăm đứa nhỏ. Đi. Tổ trọng án Tây Cửu Long, liên quan đến tai nạn giao thông xảy ra ở khu công nghiệp Tiểu Lịch Nguyên hôm trước, muốn mời hai vị về hỗ trợ điều tra. Chúng tôi còn muốn mang hết giày của hai vị về.
ông Lý Kiện An. Người này là pháp y bác sĩ cổ, ông ta sẽ phụ trách chấm định vết thương cho ông. Phiền ông cởi áo sơ mi ra. Hả? Áo của ông ủi cũng thẳng lắm. Chắc chắn vợ ông là một người phụ nữ rất đảm đang. Vợ tôi mất đã mấy năm rồi. Áo này là do thằng con tôi, thằng Đống nó ủi cho tôi. Nếu không tại các người tự nhiên kêu tôi tới đây để giám định, tôi đã cùng con tôi ra ngoài ăn một bữa ngon, chúc mừng cho cháu tôi chào đời rồi. Con của ông cũng ngoan lắm. Bây giờ ít có thanh niên nào chịu sống chung với người già. Phải, nó có hiếu với tôi lắm. Ông Lý à, phiền ông nhắm mắt lại, tôi phải mở tay tử ngoại. Hai người quay lưng lại đi. Trên người ông Lý Kiện An không có vết thương. Ê, từ đầu tôi đã nói tôi không có bị thương rồi, tại các người không chịu tin thôi, bày vẽ nhiều trò để làm. Cho dù chúng tôi tin là ông không bị thương, theo trình tự cũng phải làm như vậy. Thấy chưa, tôi đã nói tôi không bị thương rồi, sao lại tốn thời gian làm những chuyện này chứ, thiệt tình. Có hay không lát nữa sẽ biết. Anh Lý à, phiền anh nhắm mắt lại, tôi phải mở thi tử ngoại. Ok. Bị thương. Bị thương? Tôi bị thương ở chỗ nào chứ? Thông thường những vết bầm không chảy xước chảy máu, ban đầu chỉ có sưng nhỏ nhẹ, nhưng chỉ cần trải qua 24 giờ sau, vết thương này sẽ dần dần lộ ra. Cộng thêm tia tử ngoài lúc nãy sẽ càng thấy rõ hơn. Tôi bị thương thì bị thương, tôi đi giao hàng đụng trúng bị bầm chắc chắn phải có thôi, đâu có gì lạ đâu. Chúng tôi đã tìm được vết xước trên vô lăng của xe chở hàng. Chúng tôi nghi ngờ lúc tài xế đạp thắng, ngực đã đập vào vô lăng, bị vật trang sức trên ngực làm xước. Cũng giống như chiếc nhẫn anh đang đeo vậy. Anh đã lái chiếc xe đó? Phải, tôi có lái chiếc xe đó. Nhưng không phải là hôm qua, là hôm trước. Hôm trước lúc tôi đi giao hàng, tôi đang lái xe, đột nhiên có một con chó xông ra đường, cho nên tôi đã đạp thắng. Có thể lúc tôi đạp thắng, ngực anh tôi nói đập vào. Dối. Lúc nãy bác sĩ cổ đã nói rất rõ, trong vòng 24 tiếng vết bầm sẽ không lộ rõ. Nếu như anh đụng vào phải hôm trước, tính đến giờ đã là 48 tiếng, lẽ ra vết bầm đó phải dễ dàng nhìn thấy. Phải, đúng là tôi nhớ lầm. Không phải là hôm trước, là sáng hôm qua mới đúng đó. Anh còn nói dối nữa. Madame à, tại sao cô khẳng định là tôi đang nói dối chứ? Cô không có chứng cứ. Anh yên tâm đi, nếu đúng là anh lái chiếc xe đó, chúng tôi nhất định tìm được chứng cứ. Dấu giày lấy được trên bàn đạp ga và bàn đạp thắng xe của Lý Kiện An, sau khi máy vi tính đối chiếu đã xác định là cùng một đôi giày. Bây giờ dùng dấu giày trên xe hàng này đem đối chiếu với dấu giày thể thao hôm đó Lý Kiện An đã mang. Sếp Cao, quả nhiên sếp đoán không sai. Tức là còn lại dấu cuối cùng, cũng tức là dấu giày của Lý Quốc Đống. Hai dấu giày này xuất phát từ hai đôi giày mà hai vị đã mang hôm gây ra tai nạn. Trong đó có một dấu hoàn toàn trùng khớp với dấu mà chúng tôi tìm được trên chân thắng và chân ga của xe hàng. Cho nên người thật sự đụng chết người không phải là Lý Kiện An mà là anh. Madame à, không liên quan tới con của tôi. Tất cả đều là chủ ý của tôi, tại tôi ép nó để tôi chịu thay cho nó thôi. Đủ rồi, không cần nói nữa. Bà tốt với con rất hiểu mà. Hả? Đúng vậy, kẻ lái xe đụng chết người là tôi. Tất cả đều không liên quan tới ba tôi. Lỗi của tôi. Lỗi tại cô gái đó thôi à. Tự nhiên cô xông ra đường, cô đã bấm kèn, cô cũng không có phản ứng, đương nhiên là đụng trúng rồi. Tất cả cũng tại ba. Nếu không tại ba hãy uống rượu thì bị phong, ba đâu cần nhờ con uống giùm ba. Con của ông này uống giùm cho ông. Một ngày trước vụ việc này, cháu của tôi mới chào đời, đúng là cả nhà chúng tôi vui vẻ lắm. Ai ngờ qua hôm sau lại xảy ra chuyện vậy. Ý anh Lý kìa. Nè anh Lý, cái đó anh lên chức ông nội phải không? À phải phải. Nè trai hay gái, bao nhiêu ký vậy? Là con trai đó. Chà sướng thiệt nha. Vậy thì phải uống một cái rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Ủa sao anh không uống? Hễ tôi uống rượu thì bị nổi phong. Xin lỗi nha, xin lỗi ha. Mất hưng quá đi. Nè, mọi người đang vui, con uống giùm ba có được không? Được, hôm khác tôi uống ha, tôi đưa trứng gà cho mọi người luôn ha. Cảm ơn. Phải đi làm trước, đi làm trước nha. Bye bye. Đi. Uống trà gì chứ, uống tiền đầy tháng của cháu tôi còn sướng hơn. Nè tôi đặt nhà hàng rồi, hôm khác mới nói nha. Ba, ai gọi tới vậy? Lão Ngô đó, ông chúc mừng ba được lên chức. Ê, sắp 3 giờ rồi. Nè, nhanh lên đi,
chúng ta còn phải đi thăm đứa nhỏ với vợ của con nữa. Đúng vậy. Nhanh lên. Nè ba, thùng lớn này để con khiêng cho, ba khiêng thùng nhỏ đi. Bây giờ 3:30 cũng còn thời gian về nhà nấu nồi canh ngon cho vợ con tẩm bổ. Hey, đâu cần phiền phức như vậy, kêu người đem tới là được rồi. Nếu ngày mai không có gì, cổ sẽ được xuất viện. Tới lúc đó bà muốn nấu cái gì cho cổ tẩm bổ cũng được mà, phải không? À phải, đặt tên đứa nhỏ chưa vậy? Ờ, vậy thì chưa. Bà cũng biết đó, lúc thì tính nét chữ, lúc thì tính bát tự gì đó, như vậy mới tốt cho đứa nhỏ, có phải không? Xuống xe coi đi. Ba, con đụng chết người rồi. Báo cảnh sát. Khoan, khoan đã. Lúc nãy con uống rượu, lỡ thổi bong bóng phát hiện được là tội nặng lắm. Ba làm gì vậy? Lát nữa cứ nói là ba lái, ba không có uống rượu, lấy lịch cung tốt, có thể sẽ được giảm án. Con đừng nói làm cái gì nữa, mau tháo găng tay ra. Nè, găng tay nè. Alo, 369 hả? Đây là đường An Lợi Sa Điền, có người bị đụng xe rồi. Tôi tưởng đâu xóa sạch dân tay, có người ra mặt nhận tội thì sẽ không sao. Ai ngờ vậy mà các người cũng điều tra. Ba, thật sự không giống như ông nghĩ đâu, lau sạch một cái là xóa sạch. Đúng vậy, tội của con ông không xóa được. Bây giờ ngay cả bản thân ông cũng phạm tội, tội tình gì chứ? Bây giờ con ông không chỉ bị buộc tội lái xe cẩu thả gây ra cái chết cho người khác, mà ông còn bị buộc tội cho lời khai giả, cản trở sự công bằng của luật pháp. Đúng rồi, chỉ có một người bị tội, bây giờ làm cho cả hai đều bị. Không liên quan tới nó đâu, mọi người đừng kiện nó. Tại tôi ép nó nói dối thôi. Tôi sợ các người kiện nó say rượu lái xe, cho nên ra mặt nhận tội. Tại tôi cản trở sự công bằng của luật pháp, các người đừng kiện nó. Ba à, ông nghĩ cảnh sát sẽ kiện con của ông say rượu lái xe sao? Vậy là ông lầm rồi. Đúng là con của ông có uống rượu, nhưng không say rượu khi lái xe. Trong sợi tan tan